Xin chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay em sẽ giới thiệu toàn cảnh dự án Chấn Hưng để cả nhà hình dung và quay những cái tiện ích xung quanh dự án để cho cả nhà hình dung nha. Thì cái hướng ngược lại đây chính là hướng sẽ đi về Bình Phước nha. Dự án này nằm ngay mặt tiền đường DT741 nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước. Thì cái hướng này là hướng về Bình Phước ạ. Và cái hướng quay ngược trở lại này chính là hướng đi về Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu nha cả nhà ha. Thì bây giờ em sẽ đi vô trong quay dự án, sơ qua dự án để cho cả nhà hình dung. Thì dự án có tên là, tên thương mại là Bến Cát City John, hay là gọi là tên của chủ đầu tư là dự án Chấn Hưng. Thì dự án này có tổng quy mô là 3,6 hectare, gồm 255 sản phẩm nha. 255 sản phẩm, diện tích từ 60 đến 120 mét vuông, giá dao động từ là 650 triệu đến 120 triệu một lô. Thì, dự án này do chủ nhà đầu tư là công ty Địa ốc Mailand làm chủ nhà đầu tư và phân phối là 5 công ty phân phối nha cả nhà nha. Nam Dương cũng là một công ty tầm cỡ liên kết liên doanh để phân phối sản phẩm này. Thì dự án này nó nằm ở vị trí rất là đắc địa, gồm 3 khu công nghiệp chính, đó là khu công nghiệp V-Ship 2 này, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Phước 2 và Mỹ Phước 3. Thì bên gần khu công nghiệp thì tốc độ phát triển rất là cao đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần những tiện ích xung quanh nhé. Thì đây chính là mặt tiền đường quốc lộ DT741 ạ. Hướng em đang quay đây chính là hướng sẽ đi về Sài Gòn. Và bên cạnh đó trên mặt tiền này có rất là nhiều dự án, như là dự án Rich Home này, dự án khu thương mại Trần Phú Hòa này. Hiện tại đường DT741 này ngày xưa hay thường gọi là đường quốc lộ 14 nha cả nhà nha. Và hiện tại lòng đường của quốc lộ này là 22 mét. Và trong tương lai và đã trên bản đồ quy hoạch thì nhà nước đã quy hoạch đường này sau này sẽ là 54 mét, là tổng là 6 làn đường. Hiện tại là chỉ có 4 làn đường nhưng mà tương lai sẽ là 6 làn đường nha cả nhà nha. Thì dự án Trấn Phú Hòa này, Trấn Hưng này thì nó nằm ở vị trí thực sự là khá là sầm uất. Bởi vì sao ạ? Có rất là nhiều tiện ích trên cái trục đường này, trục đường DT741 này thì nó gồm những cái tiện ích như sau. Cách dự án khoảng đi khoảng độ 3 phút đồng hồ là chúng ta đã tới chợ Chánh Lưu ạ, là một trong những là chợ rất là lớn ở khu vực này để phục vụ nhu cầu mua sắm và sinh hoạt hàng ngày cho người dân. Và bên cạnh chợ Chánh Lưu thì còn có Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú Hòa này, trường trung học mà Trần Phú Hòa, trường mầm non và những cái tiện ích xung quanh khác như là hồ công viên cây xanh này kia ha. Và bên cạnh những cái tiện ích gần thì bán kính của nó chạy qua bên khu công nghiệp Mỹ Phước 2 chỉ 10 phút đồng hồ thôi. 10 phút đồng hồ là đến trung tâm của khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Và chỉ khoảng độ 10-15 phút là chúng ta sẽ đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3 nha. Nó liền kề 3 khu công nghiệp chính, đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 và khu V-Ship 2, mở V-Ship 2. Thì V-Ship 2 là có tổng diện tích quy hoạch là 1.700 hectare và khu công nghiệp Mỹ Phước 3 là có diện tích là 700 hectare và khu công nghiệp Mỹ Phước 2 là 800 hectare. Thì cái quy mô nó 3 khu công nghiệp cộng lại thì quy mô nó rất là lớn, nên là cái lượng chị em công nhân viên tập trung sinh sống ở làm việc ở đây rất là nhiều, mà nhu cầu mua để ở thì cũng rất là cao, nên là với cái giá 650 triệu thì đáp ứng đầy đủ tất cả những cái tiện ích và phù hợp với nhu cầu tài chính của các anh chị em công nhân viên. Thì đây chính là cái đoạn đường mà chúng ta đã sắp đến chợ Chánh Lưu rồi ạ. Thì xung quanh cả nhà cũng thấy là nhà cửa xây cũng rất là tấp nập rồi đúng không ạ? Rất là nhiều và đa số là khu nhà biệt thự xây lên rất là xinh xít và giàu đúng không ạ?
Thì tại vì ở trên này thì đa số là anh chị em kinh doanh buôn bán là nhiều, tại vì nó nằm ngay mặt tiền đường lộ và nó lại nằm sát với chợ nữa. Thì đây chính là chợ Đán Hu ạ, chỉ cần bước mấy 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 trăm mét là tới chợ Đán Hu. À, cái đường này sẽ hướng về công viên hoa viên của Bình Dương. Thì đây chính là chợ Đán Lưu ạ. Chợ Đán Lưu này cũng khá là rộng, đi vô trong thì khá là rộng nha, phục vụ nhu cầu mua sắm cho tất cả anh chị em công nhân viên làm việc ở đây. Thì bên chợ Đán Lưu đó chính là phường Trần Phú Hòa này. Đây chính là phường Trần Phú Hòa. À, đối diện với phường Trần Phú Hòa đó chính là trường trung học Trần Phú Hòa và ủy ban nhân dân. Đó, xung quanh có rất là nhiều tiện ích xung quanh đúng không ạ? Nhà cửa xây san sát như là cây xăng này, rồi quán ăn, dịch vụ, nhà hàng, ăn uống thì cũng rất là nhiều luôn. Tại vì sao cái đường tuyến đường này, cái tuyến đường huyết mạch đấy cả nhà. Tuyến đường huyết mạch đi từ Sài Gòn để về tới Bình Phước, nên là hai bên đường thì lúc nào cũng có quán xá ăn uống và những cái dịch vụ mà cần thiết. Và thực sự là ngoài những cái tiện ích đó thì bán kính chỉ trong vòng đi trong vòng 15 phút thôi là chúng ta đã đến trung tâm tỉnh hành chánh tỉnh Bình Dương rồi. Thì mọi người có đồng ý với em rằng là nếu mà một dự án mà gần khu công nghiệp này, rồi bệnh viện, trường học, ủy ban và trung tâm hành chánh tỉnh thì sau này nó có rất là có tương lai và phát triển đúng không ạ? Và mọi người có đồng ý với em rằng nếu mà mình mua một dự án mà ở gần khu công nghiệp thì sau này tương lai sẽ rất là tiềm năng và sẽ rất là thuận lợi cho công việc mình đi làm đúng không ạ? Vì mình ở gần khu công nghiệp thì mình đi làm cái khoảng thời gian là nó sẽ đi về gần hơn và gần nhà hơn, thì tạo công ăn việc cũng là gần gần mấy khu công nghiệp nên là công việc rất là nhiều, nên là mình xin việc cũng dễ dàng luôn. Có thể và bên cạnh đó thì nó cũng gần với bệnh viện Mỹ Phước 2 nha cả nhà nha, đi khoảng độ 10 phút thôi, 10 phút thôi là đã đến bệnh viện Mỹ Phước 2, và cũng đi khoảng độ 15 phút là chúng ta đã đến với đây, đến với trường trường Đại học Việt Đức, là một trong những trường đại học đang có quy mô lớn nhất tại khu vực miền Nam, là một những trong trường trường là quốc tế, đạt chuẩn quốc tế nha cả nhà nha. Thì trường này rất là lớn. Đây chính là đây chính là trung tâm hội triển lãm này, đây chính là trung tâm hội triển lãm Bình Dương và tòa nhà hành chánh tỉnh Bình Dương luôn cả nhà nha. Đó, thì bán kính nó cách cách dự án khoảng độ 15 phút, đi khoảng 15 phút đồng hồ nha. Thì tiếp đó chính là khu công nghiệp V-Ship 2, đây chính là khu công nghiệp V-Ship 2 ạ. Và V-Ship 2 này cách dự án cũng khoảng 15 phút đồng hồ là tới dự án rồi ạ. À, quy mô nó cũng rất là lớn. V-Ship 2 này có tổng diện tích là 1.700 hectare nha, nên là rất là đông anh chị em công nhân. Và tiếp theo đó chính là khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3. Thì khu công nghiệp Mỹ Phước 3 này có tổng diện tích là 700 hectare. Thì anh chị em công nhân viên tập trung sinh sống và làm việc ở khu này cũng rất là đông, và khu này cũng đang rất là khá là phát triển ạ. Và tiếp theo đó chính là trường Đại học Đức. Đây là trường Đại học Việt Đức, là một trong những trường đại học rất là quy mô rất là lớn ở khu vực miền Nam ạ. À, cả nhà cũng thấy không ạ? À, quy mô rất là lớn đúng không ạ? À, và cuối năm nay sẽ chính thức khai giảng khóa học đầu tiên nha cả nhà nha. Đó, và tiếp theo dự án cắt, đây chính là bệnh viện Mỹ Phước 2. Thì dự án cắt bệnh viện Mỹ Phước 2 này chỉ chạy trong vòng 10 phút thôi nha cả nhà nha, bán kính 10 phút thôi, bán kính 10 phút là đến bệnh viện Mỹ Phước 2. Thì bên cạnh là chúng